Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đài hương 468 ta hội quân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau nhớ nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy tre thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che chốt hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hoa, biên cương hình bóng quê nhà. Nhìn kia đồng đội tôi, 1509 máu thắm quân kỳ, 772 685 anh em đang về. Và kia 1100 233 cô ích 4 hầm, bờ suối dốc núi anh em về dân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau nhớ nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy tre thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che chốt hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hoa, biên cương hình bóng quê. Ngày 12 tháng 7 là cái ngày đặc biệt, gọi là ngày giỗ trận của sư đoàn 356. Một cái ý tưởng chợt đến, đó là nếu đài hương ở đó thì những người còn sống sẽ gặp lại những người đã hy sinh, thì sẽ nói gì với những người bạn đã hy sinh. Thế và tôi viết bài Về đây đồng đội ơi. Nhìn kia đồng đội tôi, 1509 máu thắm quân kỳ, 772 685 anh em đang về. Và kia 1100 233 cô ích 4 hầm, bờ suối dốc núi anh em về dân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau nhớ nguyện ước chiến hào. Cho đến ngày 11 tháng 7, khi anh em đơn vị 356 lên thắp hương cho đồng đội cũ ở trên đài hương 468, thì khi bài hát cất lên, thì tiếng hát cất lên, thì đúng là có cảm giác rất thật là như những người đồng đội của mình đang trở về. Và sau khi xong bài hát đó thì một cơn mưa rất lớn đổ xuống, trắng trời bị xuyên. Những người vợ lính của những người còn sống thì có nói với tôi là: Hải ơi, hình như đồng đội đã nghe thấy và về. Nước mắt tràn hoa, biên cương hình bóng quê. Ngày 7 của năm 1984 thì cả thị xã Hà Giang
trắng xóa khăn tang. Những người mẹ chiến sĩ và những người dân Hà Giang đã để tang, để những vành khăn trắng cho những người chiến sĩ đã hy sinh. Họ coi chúng tôi như người con của chính gia đình họ. Người thân ôm nhau nước mắt tràn hòa.